Xin chào tất cả mọi người. Sau rất nhiều video làm về cây và màn hình thì video ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một bộ phím cơ. Nếu như chúng ta đã quá quen thuộc với những thương hiệu chuyên về bàn phím cơ sử dụng switch cao cấp Cherry mới của Đức như Leopold hay Ducky, thì nay Dugod là một cái tên còn khá mới với giới chơi phím cơ Việt Nam và nó cũng là một lựa chọn rất sáng giá. Đó là bộ bàn phím Dugod Taurus K320. Nhìn qua vỏ hộp thì đây, chúng ta thấy nó có bộ xử lý ARM 32-bit, tốc độ kéo phím, khóa Roy Rover. Giờ mình sẽ unbox trước hộp phím này và xem nó có gì ở bên trong nhé. Và đây là chiếc K320, nó được thiết kế dạng TKL rất nhỏ gọn và có tổng số phím là 87 phím. Với màu Spec Gray, anh em có thể thấy rằng là vỏ được sơn rất ăn nhập với cả bộ cây cáp hai màu. Bộ khung phím được làm rất dày và chắc, mặc dù chúng được làm thấp giống như Leopold và Ducky, thiết kế chiều cao và độ dốc phím rất hợp lý. Để đảm bảo cho tính linh động cho bàn phím thì nó có đi kèm dây có thể tháo rời. Dây nối với bàn phím thông qua cổng USB Type-C mới nhất, có thiết kế cố định khe cắm thông minh và rất chắc chắn. Bàn phím được đi kèm hai dây với một dây kết nối với PC và một dây hai đầu USB Type-C. Điều này giúp cho bạn có thể kết nối phím dễ dàng với điện thoại Android. Ngoài ra dây nó có thể tháo rời, điều này rất hữu ích cho bạn khi di chuyển. Mặt trước và mặt sau được làm từ nhựa có phủ sơn bóng nhìn khá là mịn và đẹp. Nhìn mặt sau bàn phím mình đánh giá rất cao về thiết kế với hai lẫy kê cao bàn phím và 5 tấm cao su giúp cho nó có thể đứng yên một chỗ khi sử dụng. Ngoài ra còn hai khe mình nghĩ là giúp cho việc đi dây gọn gàng hơn. Keycap của sản phẩm được làm từ nhựa PBT Double Shot. Với thiết kế như này thì các bạn có thể sử dụng phím siêu bền và không sợ bị phai mờ. Cảm giác gõ phím, mình đánh giá Dugod có thể đứng ngang hàng với Ducky. Phím rất chắc chắn mà các nút được cân chỉnh rất tốt và độ bền của switch được hãng công bố là 50 triệu lần bấm. Ở trên ta có thể thấy các nút từ F1 đến F12 có rất nhiều các chức năng phụ. Từ F1 đến F8 là hệ thống multimedia hỗ trợ âm thanh và tăng giảm âm lượng. Và hiện tại, bộ bàn phím này đang được bán với giá là 2 triệu đồng. Các bạn đánh giá như nào về chiếc bàn phím này? Hãy để lại ý kiến cùng mình bên dưới. Cảm ơn tất cả các bạn.